Thưa quý vị và các bạn, đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích không phải là câu chuyện mới. Thế nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn tồn tại và kéo theo nhiều hệ lụy. Thế nhưng chính quyền thì vẫn bất lực, thậm chí là còn làm ngơ cho hành động lấn chiếm này. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Cánh đồng xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Dù là đất nông nghiệp, nhưng không chỉ có nhà ở mà rất nhiều nhà xưởng quy mô vừa và nhỏ mọc lên. Điều đáng nói là sai phạm cũ chưa xử lý xong thì sai phạm mới lại tiếp diễn. Đất cấy của người ta làm ruộng mày. Bây giờ nhà cháu đổ được, ta cũng đổ được, cứ đổ hết. Những cái riêng ngoài này, những cái nhà ai gần, người ta vẫn cứ ra, người ta ở dựng lán, dựng lều, đấy là người ta làm mở xưởng thôi. Từ năm ngoái, năm nay rồi, hai năm rồi. Đây, những cái đường này, xã hội người ta đổ cho sạch đẹp như này, mỗi nhà lấn ra như này, thế lấy đâu còn đường đi nữa. Thế mương công rãi nó tắc tệt hết. Còn đây là địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhiều khu đất nông nghiệp đã bị người dân lấn chiếm, quây tôn kín mít để làm lán xưởng, gara ô tô. Thậm chí có khu vực đất lấn chiếm lâu năm hình thành khu dân cư đông đúc, tạo thành các tổ dân phố. Công khai hơn, có thời gian, cỏ đất còn ngang nhiên mua bán, giao dịch công khai các công trình xây dựng, các ô đất nông nghiệp trái pháp luật. Hay xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tình trạng lấn chiếm, băm nát đất nông nghiệp cũng diễn ra một cách công khai. Như đây là đất chính chủ của họ. Và nguyên nhân quen thuộc được nhiều chính quyền địa phương đưa ra là do lịch sử để lại. Khu vực đấy thì là khu vực đất nông nghiệp trên địa bàn của phường. Đấy, được giao cho xã viên từ những năm 89. Và hiện tại thì là phường vẫn đang quản lý giữ nguyên theo hiện trạng. Tranh thủ những cái ngày dịp nghỉ lễ cũng như cái ngày cuối tuần thì một số đối tượng thì cũng xây dựng trái phép, dựng tôn trên một số những cái khu đất nông nghiệp. Dân số đó nó quá đông, cái nhu cầu về mặt bằng chỗ ở cũng như thì mặt bằng sản xuất là nó rất là bức xúc, thì dẫn đến là một số những cái hộ dân là người ta làm sử dụng đất sai mục đích, và cái quá trình này là nó là cái quá trình tồn tại từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì trách nhiệm vẫn thuộc về chính quyền địa phương. Một số những cái khu đất công, thế rồi những cái đất mà ven các cái đường liên thôn, liên xã là có cái chính sách là liên quan đến những cái khu đất liền kề và đất xen kẹt mà những người dân mà do huyện đã, các xã đã đấu giá trước đây. Thế và sau đó thì những cái người dân đã được giao đất nông nghiệp nhưng mà ra tự ý xây dựng. Thì cái việc mà để xây dựng này có thể nói là cái công tác buông lỏng quản lý là từ cấp cơ sở. Thế nhưng mà đồng thời là cái công tác thanh tra kiểm tra của thành phố cũng chưa kịp thời. Đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích không phải là câu chuyện mới và cũng không phải là hiếm tại Hà Nội. Nếu tình trạng này không được giải quyết triệt để thì diện tích đất nông nghiệp sẽ không chỉ ngày càng bị thu hẹp mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường.